Chào các bạn, thì hôm nay qua clip này công ty VicoVet chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Wilson R775 SGD kim 3.0 với cái kiểu súng là đường sơn ở phía dưới, sử dụng bơm sơn hoặc nồi trộn. Thì khi chúng ta mua về chúng ta sẽ có cái súng đây. Đây là nó sẽ có thương hiệu là R775. Đó, thì đây là cái nắp chụp của súng, và đây là đường vào sơn, đó, đường vào sơn. Còn đây là cái đường vào hơi, đây là cái nút chỉnh cái lượng hơi nhiều ít, đây là cái nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít, và đây là nút chỉnh độ trụng xòe. Đó. Thì với cái dòng súng này á thì sử dụng cho phun sần thùng loa, rồi các cái sơn sần trên các cái sản phẩm, hoặc là có thể là sử dụng trong cái làm dép, đó, trang trí vân vân, hoặc là trang trí các cái sản phẩm. Thì khi mua về chúng ta sẽ có một cái cà lê và một con ốc đốt hơi và một cái bàn chải. Đây là cái catalog của hãng và có rất là nhiều cái sản phẩm và chứng nhận của hãng và backlist. Thì ở đây chúng ta có thể xem được cái backlist này ha. Cái dòng súng này thì nó có nhiều kích thước kim bét, thì nó có thể kích thước là 2.5, 3 chấm, đó, 1.5 cũng có thể đó. Đó, thì chúng ta còn rất là nhiều. Thì trên đây công ty VicoVet chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng full sần thùng loa R775 SGD 3.0. Thì cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công. Để ủng hộ kênh thì quý khách vui lòng like, share và subscribe để nhận được các clip mới nhất, các giới thiệu các sản phẩm mới nhất hiện nay. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.